Hello mọi người, đã quay trở lại kênh Thời Hàng Nghiệp Dư của em nha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách và cái mẹo để mình lấy độ dốc cho cái cây kèo của nhà sắt hoặc là mái tre nha mọi người. Thì đầu tiên á, mình sẽ hàng một cái vị trí này cho em là một cây sắt ha. Rồi mình sẽ đưa cây thước ke vuông của mình vào, mình khóa cho nó vuông, ngay góc này là góc vuông nè mọi người. Thì mình sẽ hàng thêm một cái bát vê để cái này là bát kèo nè. Mình sẽ hàng vào đây, vào cây sắt này. Rồi mình sẽ móc thước á từ đây nè, lại đằng vị trí đằng đó là cây kèo, ví dụ cây kèo của mình 5m thì mình đo từ đó lại đây là 5m. Mình sẽ lấy cái mặt này nha mọi người, mình sẽ hàng cây sắt nữa, mình sẽ lấy từ đó lại đây là 5m, mình hàng cây này và mình đưa cây thước ke vuông vào, mình ke vuông nó lại. Xong đó mọi người, là mọi người phải lấy cái độ chuối, ví dụ như độ chuối mình muốn lấy là 5 tấc, 6 tấc, 7 tấc, 8 tấc gì đó, thì mình cứ đo từ đây nè, mình đo từ đây lại tới cái đáy kèo này. Cái đáy này là mình lấy độ chuối mình mong muốn nha mọi người. Nhưng mà mọi người lưu ý cho em nè, khi mà mình hàng cây kèo dài, mọi người thấy cây kèo nó hơi cong đúng không, là cái cây sắt này á, là khi mình ráp lên là nó sẽ mặt trên. Em đang cho nó cong lên trên đó mọi người, cong lên trên tầm 1,5 phân á, tại vì cái kèo này nó 5,5 m thì em cho nó 1,5 phân, là khi mà mình ráp á mọi người là nó sẽ bị quằn xuống nha. Thì mình làm cái kèo càng dài á, mình sẽ trừ hao cho nó là nó sẽ cong lên một chút xíu nha mọi người. Mọi người lưu ý này nha. Thì cái kèo 9m á, thì mình lấy 2 phân, còn 5,5 m, 6m á, mình lấy 1,5 phân, còn hả hơn á thì mình sẽ lấy hơn nha mọi người. Mà thường thì những cái kèo nhà sắt là nó chỉ tầm những cái kích thước này đổ về thôi. Rồi thì video của mình chỉ có nhiêu vậy thôi mọi người ơi. Hẹn mọi người ở video sau nha. Thì cái mẫu này là cái mẫu xương cá nha mọi người, nó còn những cái sông trong đây nữa nhưng mà mình chưa làm. Rồi hẹn mọi người ở video sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.